Vâng, rất vui lại gặp lại anh em quý vị và các bạn audio trong ngày hôm nay ngày 30 tháng 10. Và trong video ngày hôm nay thì xin báo với anh em một số anh em mà hôm trước có hỏi quả súp Yamaha SWK160 màu vàng ấy, thì hôm nay đã có hàng nhá. Mấy quả hôm trước là em đã bán hết rồi, chỉ còn SWK80 thôi. Thì ngày hôm nay cập bến thêm SWK90 này. Đây là hàng vừa về. Hàng vừa về xong đây. Đấy là màu vàng, đây là màu đen. Màu đen lô này về được 2 quả SWK90 đây. Và đây nữa, 2 quả đẹp xuất sắc luôn. Màu vàng thì về được 1 quả SWK90 và 1 quả SWK90 và 1 quả SWK205. Xin báo giá tới quý vị các bạn thì SWK90 màu đen bên em vẫn đang bán với giá là 3,3 triệu tại nhà và 3,4 triệu bao cước cho anh em. Tất cả anh em, tất cả các nơi đều nhận thêm 100.000 tiền cước thôi. Còn 90 SWK90 màu vàng thì sẽ có giá là 3,8 triệu một quả, cộng thêm 100.000 nữa thì sẽ bao cước cho anh em. Đây, đây có 2 quả. Còn cái quả SWK205 này có một quả. Quả này xin bán với giá là 3,9 triệu và 4 triệu bao cước tới quý vị các bạn. Dòng này là bát 20 nhá. Đấy. Thông số kỹ thuật thì anh em xem lại một số video mà em đã quay và đăng trong thời gian vừa rồi. Còn cũng xin tiện đây cũng giới thiệu với quý vị các bạn là đây. Ở đây em về được 3 quả súp Yamaha SWK1000 màu đen. Đấy. SWK1000 màu đen, 3 quả. Nhưng chưa có thời gian dọn dẹp bởi dòng này nó rất nặng và nó màu đen thì nó hơi bẩn đấy, sẽ phải lau chùi dọn dẹp lên thì nó sẽ sạch sẽ đẹp đẽ cho anh em. Hàng toàn bộ là hàng điện 100V, điện 100V này đấy. Và công suất của bọn này thì là 100W, đấy là công suất tiêu thụ. Công suất do loa thì nó là 185W, cấu tạo là bát 30 nhá. Dòng SWK1000 màu đen này thì bên em xin phép được báo giá tới quý vị các bạn đợt này sẽ có giá là 12,3 triệu nhá. 12,3 triệu và nếu như bao cước cho anh em thì sẽ là 10 cộng thêm 200.000 của súp này, bởi vì của súp này nặng 48 cân, đóng gói xong có chừng tầm 50 cân. Đấy, tiền cước nó sẽ rơi vào trên 300.000 một quả, nhưng em sẽ chỉ nhận cho anh em là 200.000 thôi. Hữu nghị sẽ có giá là 12,5 triệu là bao cước cho anh em đến tận nhà. Còn bên này xin giới thiệu đến anh em là em có một cặp loa bầu rất khủng, rất đáng để chơi. Đấy, đây là chính là dòng bầu 464. Đấy, đẹp đến nỗi còn nguyên là Captro đây. Đấy. Dòng này nó được thừa hưởng một cái cấu hình rất khủng là gồm có hai quả chung. Hai quả chung. Chung này là chung của dạng của 1:1 đấy. Đấy. Hai quả chung, một quả tép đôm ở giữa này. Và bát ngoài này là bát cộng hưởng của một bát thật 20 ở bên trong. Ma trận thùng của nó như này. Đấy. Tiếng trầm này chỉ cần hơi gõ này tiếng nó rất hay. Đấy. Cặp này của bên em về là đẹp xuất sắc nhá, đẹp xuất sắc này. Căng zin đét luôn. Chân còn. Chân vẫn còn. Đấy. Simili đầy đủ, đẹp, không găn, không ghê, không găn một tí gì cả luôn. Cặp súp này thì các bác cứ tra thử trên thị trường toàn có giá 45-46 triệu. Đấy. Em cũng giật mình. Mình lấy được về cũng tham khảo một số trang thì thấy là 45-46 triệu, có như này bán 47-48 triệu có cả đủ đầy đủ cả chân. Cặp chân này thấy thị trường đang bán là giá dao động từ 2,5 triệu đến 3 triệu một cặp chân. Đây, chân đây. Đấy. Đây một chiếc nữa. Hàng về em chưa tháo nhưng mà đảm bảo với quý vị bạn đẹp lung linh như này. Đấy. Thì cặp loa này xin báo giá tới quý vị các bạn có giá rất tình cảm thôi nhá. Là bên em xin phép được bán cho quý vị các bạn là giá là 39,5 triệu. Nếu anh em mà ở xa mua bao ship COD thì tiền cước em sẽ nhận là 500.000 một đôi này. Bởi vì là nó sẽ đóng từng chiếc một, chân đóng riêng, loa đóng riêng, nó sẽ đóng là 4 cục hàng. Đấy thì em sẽ nhận là
và sẽ tốn rất nhiều xốp để có thể đóng được cái cặp loa này làm sao cho nó trọn vẹn nhất đến tay quý vị các bạn. Số ra đi của cặp loa này nó sẽ ở đằng sau này, ở bên dưới gầm này này, này đấy, và cái rắc loa của nó ở dưới đây đấy, các bạn nhìn này đấy. Dòng này thì nghe nhạc hát karaoke là đẳng cấp trong gia đình rồi, không có gì phải lăn tăn đấy. Giá nhắc lại tới quý vị các bạn là 40 triệu bao cước cho anh em, đầy đủ cả Captro nhé. Và tiện đây thì cũng xin giới thiệu đến quý vị các bạn là đây, hôm nọ bác nào hỏi em cặp loa Pioneer A7 ấy, đây có một cặp vừa về đẹp xuất sắc luôn đấy, đẹp xuất sắc cấm chê luôn, chưa lau chùi một cái gì cả, cấu tạo là 1/25, 1/25 nhá, một chung các một chung chung giấy và một chép giấy đấy, gân đây tròn trịa, gân này là gân lụa, 1/25 bát giấy, tính chậm rất ổn. Nó là thằng em một thằng i7 đấy. Cấu tạo của nó là gồm 1/25 này, một chung và một tép này. Đấy, và thùng của nó rất cao, thùng nó cao đến 70 cm. Công suất của bọn này nó là này, công suất của nó sẽ ghi ở cái tem này. 70W. Đấy, dòng này nghe nhạc rất hay nhá. Giá thì rất hợp lý thôi, căng không vết thủng gì. Đấy các bạn nhìn này. Cặp loa này thì em xin phép bán tới quý vị các bạn với giá là 5,8 triệu, 5,8 triệu cặp loa này. Còn anh em nào muốn ship COD thì cộng thêm cho bên em là cặp loa này 300.000 nữa nhé, tiền cước. Đấy, bởi vì cặp loa này rất to. Đấy, tiền cước là 300.000 sẽ bao cước cho anh em luôn. Và đây có một cặp loa Sony này. Rất rẻ tiền. 3 triệu cặp loa này. 3 triệu cặp loa này cho anh em nhé. Cấu tạo là một chung, một chép và một bát, và một bát cộng, một bát siêu bát này. Dòng này là bát thật hết đấy. Đấy. Rất đẹp nhá. Bát 22. Với chiều rộng này của nó lên đến 32 cm, chiều này cũng khoảng chừng tầm 33. Và chiều cao của cặp loa này nó rơi khoảng chừng tầm xít soát 55 cm. Đấy. Cặp loa này công suất của nó thì chỉ từ 40-50W thôi. Nghe nhạc vàng nhỏ nhẹn rất hay. Và thùng của nó là thùng vỏ gỗ rất sang. Đấy, khi đặt trong gia đình nhà anh em. Thì cặp loa này có giá góc cạnh vuông thành sát cạnh luôn nhá, không bị lỗi lầm gì cả. Anh em nào chốt xong thì em sẽ quay video cụ thể lại sau cho anh em. Tem siêu thị còn nguyên ở bên này. Đấy. Cặp loa này nhắc lại tới quý vị bạn có giá là 3 triệu tại nhà em. Và nếu ship COD thì cặp loa này em nhận 2,2 triệu cho quý vị các bạn. Tiền cước nhé. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn, anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Anh em là chung kết cái gì thì cứ đặt hàng xong có yêu cầu test thì bọn em sẽ test. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.